Rồi, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 5 đô la cái token CLXL. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập mã captcha. Rồi sau đó chọn Continue và join vào group Telegram. Tiếp tục ra vào channel. Ok, quay trở lại. Sau đó là follow Twitter này. Rồi, quay trở lại. Và retweet cái bài đăng. Ok, đây mọi người sẽ chọn like và retweet bài đăng nhé. Trích dẫn luôn cái tên của nó vào. Ok, tweet lại. Rồi sau đó quay trở lại này. Rồi vào Discord này. Chấp nhận lời mời. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào Reddit. Rồi mọi người chọn follow cho mình. Và quay trở lại. Sau đó join vào kênh liên kết này. Rồi quay trở lại nhé. Follow Twitter trên kênh liên kết và retweet bài đăng ở trên kênh liên kết nhé. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng này, like và retweet này. Ok, quay trở lại. Sau đó thì join vào YouTube và chia sẻ cái video gần nhất của nó. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái video gần đây nhất này. Bạn có đang tìm kiếm một cơ hội kinh doanh online? Rồi sau đó chọn like này và chọn chia sẻ này. Và chia sẻ lên Twitter nhé. Ok, đăng tweet. Rồi, mọi người sẽ quay trở về trang chính của YouTube luôn. Để lấy cái profile link nhé. Bấm vào ảnh đại diện, chọn kênh này. Rồi, sau đó chọn 3 chấm, chọn chia sẻ và sao chép đường dẫn. Quay trở lại này. Mọi người bấm submit cho mình. Chọn done. Và nhập profile link Twitter. Copy luôn cái dòng này. Dán vào đây. Rồi nhập username của mọi người vào. Ok, sau đó nhập username của Discord. Rồi, sau đó là nhập username của Reddit. Mọi người vào Reddit cho mình. Bấm vào dấu 3 gạch, chọn vào cái ảnh đại diện này. Và sau đó copy trên thanh địa chỉ này nhé. Ok, quay trở lại bot này. Dán nó vào. Thì mọi người sẽ xóa cái dòng này đi. Đó, xóa từ chữ user đi nhé. Rồi, gửi cho nó. Tiếp tục chọn đôn này. Rồi, chọn nhiết này. Và sau đó nhập profile link của YouTube. Rồi, vừa đấy mọi người copy rồi đấy. Gửi. Ok, sau đó là nhập địa chỉ ví Polygon nhé. Mọi người sẽ lấy ở trên ví MetaMask cho mình. Rồi ok, chọn static để kết thúc. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.